Sáng 22 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Pán Tẩn xác minh nghi vấn học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh bầm tím mắt. Qua buổi làm việc, bước đầu xác định trong buổi học ngày 15 tháng 4, thứ hai, trong tiết ôn luyện cuối năm, học sinh Lù Thị Lở, lớp 1, quên nhiều kiến thức để cô hướng dẫn nhiều lần. Do đó, cô giáo Giàng Thị Sáng đã có sự nóng nảy và đã tác động vật lý nhẹ đối với học sinh Lù Thị Lở. Đến ngày 17 tháng 4, thứ Tư, hai mắt của em L xuất hiện quầng thâm không rõ nguyên nhân. Thấy vậy, cô giáo Giàng Thị Sáng đã báo cáo tình hình với lãnh đạo trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải khẳng định, đối với phản ánh do cô giáo tác động vật lý dẫn tới hai mắt học sinh tụ máu thâm quầng, cần phải kiểm tra, xác minh thêm để làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng thâm quầng mắt để việc xử lý đảm bảo công bằng, đúng quy định. Sau khi xảy ra sự việc, trường đã phối hợp gia đình em L đưa em đi khám sức khỏe tại trạm y tế xã La Pán Tẩn, phòng khám đa khoa tuyến huyện Mù Cang Chải và bệnh viện đa khoa Trường Đức, thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên em L và gia đình. Hiện tại sức khỏe em L đã ổn định, không đau ở đâu, quầng thâm mắt đã đỡ nhiều, hoạt động ăn uống, sinh hoạt bình thường và đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa Trường Đức. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Pán Tẩn đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy với giáo viên Giàng Thị Sáng để xác minh.